sao nhỉ? Nếu trong thế quân này quân Minh Mạch đi trước thì quân tốt dẫn vua đều không có nước đi nào hết. Quân tốt thì đã bị quân Tượng chặn lại nước đi của mình, còn quân vua thì đều đã bị hậu khóa chặt nước đi có thể đi. Vậy là các bạn thế, vậy như thế này là hợp tác. Bây giờ các bạn đã biết được thế nào là hợp tác chưa? Tôi làm được thì bạn cũng làm được.